Xin kính chào các bác. Ở video clip này lại giới thiệu các bác rất nhiều sản phẩm em camera gần lại đây. Thì các bác biết rồi, đối với kênh nhà em đây, xem cái biển nó đã, cái biển nhà mình đâu nhỉ? Em này lấy cái biển nhà em, rất nhiều bác hỏi số điện thoại đây. Thì đây là dịp đầu năm các bác. Chắc chắn là dịp đầu năm thì người ta bảo là tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 là Tết thì các bác. Tháng 1 ăn chơi, tháng 2 là rượu chè, tháng 3 là mua sắm. Nói chung là những cái tháng đầu tiên này là tháng ăn chơi các bác. Đó. Thì cái nhu cầu mua sắm của các bác cũng rất là nhiều. Và thứ hai là lượng khách hàng đến cửa hàng rất đông các bác. Thì được sự ủng hộ các bác rất là may mắn. Có rất nhiều bộ cấu hình giá tầm rẻ tiền. Em đã nói rất nhiều video rồi. Đúng ra thì em cũng không muốn nói trong video clip này. Nhưng mà có rất nhiều tin nhắn, cũng có rất nhiều cuộc gọi muốn em giới thiệu những bộ cấu hình mà nó chỉ tầm 10 triệu, hơn 10 triệu và dưới 10 triệu các bác. Thì những cái bộ cấu hình đó từ xưa đến nay bên cửa hàng em ghép rất nhiều. Và cũng là những bộ cấu hình mà em luôn luôn hướng tới cho các bác, các anh, các chị mà có cái thu nhập nó khiêm tốn để các bác có thể tiếp cận được với những cái đẹp của âm thanh các bác. Thì nói rất nhiều video rồi các bác, thậm chí hôm nay em quay video em cũng không muốn nói đến cái vấn đề này. Nhưng có nhiều tin nhắn quá, có nhiều bác hỏi quá nên em buộc lại phải nói lại các bác ạ. Bởi vì là thực tế là các bác xem ở những bác mà những anh, những chị mà theo dõi kênh nhà em nhiều thì các bác biết rồi, cái khả năng phối ghép cũng như là cái công sức để bọn em bỏ ra một bộ cấu hình nó hay như vậy các bác, là bọn em yêu cầu là đủ những yếu tố nghe hay, bày đẹp và giá cả phải chăng, tầm tiền của mình là phải được cái sản phẩm lựa chọn tốt nhất đó. Và ở video clip này em quay lại gần này đó các bác, ở video clip này em xin giới thiệu các bác, nói đi nói lại các bác ạ, nói quá nhiều lần về chiếc âm ly này rồi các bác. Loa thì nó có một số những dòng loa từ 5 cho đến 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Nhưng âm ly thì là loa hay các bác nhá. Còn âm ly thì mà để mà dưới 4 triệu đồng mà một chiếc âm ly, một chiếc âm nó thật sự đỉnh đạt, thật sự tuyệt vời các bác ạ, thì nó cũng có nhiều. Nhưng mà để mà lựa chọn ra được một chiếc âm ly mà nó dễ phối ghép mà lại hay được như vậy thì nó lại không có nhiều các bác nhá. Tất nhiên rồi, những sản phẩm khi sản xuất ra, người Nhật Bản, người kỹ sư Nhật Bản đều có những sản phẩm đánh vào phân khúc khách hàng nhất định. Nhưng để cho ra một chiếc âm nó hay, nó sạch như này, mà nhất là các bác có những cặp loa JBL Pioneer 616 hay là một số những dòng loa có cái tố chất giống như dòng JBL 4312 hay là L100 các bác nhá, là gì, là chép giấy và độ nhạy bass cao. Thì một số những dòng loa của Nhật Bản đến từ thương hiệu Pioneer nó cũng có cái tố chất đó. Hoặc là những dòng loa giá rẻ như Pioneer CSA7 các bác đó, hoặc là F700, một số những dòng loa Pioneer cỏ thôi, 6 triệu rưỡi thôi, nhưng nó có chất tiếng rất hay. Và ở đây cũng thế, có một cặp loa rất hay luôn, chất tiếng nó như L26 được cát của JBL. Khẳng định các bác luôn là chất tiếng như một luôn. Nếu em đại căng lại không bác nào có thể nghe ra được là loa Sansui FPL150 đó các bác. Và đây là những cặp loa rất là hiếm gặp. Nhưng em muốn nói đây là cái chiếc âm ly GIS5 các bác ạ. Nó là một chiếc âm ly rẻ tiền, dưới 4 triệu đồng để các bác sở hữu một chiếc âm ly. Đây em sẽ nhắc thêm một chiếc nữa đây các bác xem. Để mà có một chiếc âm ly mà nó lại sử dụng sò Hitachi đây các bác. Mà đây em sẽ lấy cái máy khoan. Đây em lấy cái máy khoan em mở ra các bác xem luôn. Tại sao nó hay như vậy các bác? Đó các bác. Thì để có một chiếc âm ly, các bác nhìn đấy ạ, nó mới đét luôn. Bọn em về còn nguyên những cái lông đen nhựa của nó các bác. Rất mới luôn các bác nhá. Đó các bác, cực kỳ mới luôn. Tất cả những chiếc âm ly này là hàng bọn em đấu về. Mặc dù là âm ly giá cỏ thôi, nhưng mà em đây các bác, em đấu này các bác. Tất cả những chiếc âm ly này là bọn em đều phải tuyển chọn từng chiếc một các bác ạ. Từng chiếc một luôn. Nó rất là đẹp các bác nhá. Thì đầu năm phục vụ các bác những chiếc âm ly cỏ mà giá tốt đây các bác. Đây này. Đấy.
Thì đây là một trong những chiếc âm ly mà nó sử dụng 4 con sò sắt Hitachi đấy các bác. Đây nguyên bụi lồng các bác. Nó có nguyên bụi lồng các bác nhá. 4 con Hitachi này là cái dòng sò Hitachi cực kỳ cao cấp. Em hay nói vui là nếu các bác mà có nhỡ cắm nhầm điện mà cháy 4 con sò này các bác nhá, thì cái tiền mua sò này nó đúng bằng giá trị cái âm ly này luôn đó các bác. Đúng bằng luôn đó các bác. Nên những con CRS 5 này thật sự các bác là chất tiếng nó rất là hay. Mấu chốt của nó các bác nhá, nó có lọc. Cái bộ lọc xì này là bộ lọc xì SEA. Và quay vào đây cho anh. Chính là nhờ hai con tụ bạc này các bác nhá. Nó xuất tụ ở trong phòng mạch dề đó các bác. GRS 9 và S 8 thì nó hơn cái thằng S 5 này ở cái là bộ lọc xì của nó thêm hai con tụ bạc nữa. Đây còn là mới hai con thôi. S 9 nó có 4 con này các bác. Nhưng như vậy là quá đủ cho một chiếc âm ly hàng cỏ giá rẻ, chất tiếng đỉnh cao luôn các bác nghe. Thật sự là để mà một chiếc âm ly chỉ có giá 3.600.000 đồng, chưa đến 4 triệu đồng mà nó cho một cái tiếng như này các bác ạ. Thật sự các bác luôn. Tất nhiên chiếc âm ly này nó có thể đánh được loa bass 30. Đây các bác, em nhấc một cặp 616 ra cho các bác nghe thử luôn. Nếu như con GRS 5 và GRS 7, GRS 8 và GRS 9 các bác đây, các bác mà quánh vào loa 616 này hoặc là một số những dòng loa, tí em sẽ cho các bác xem tại sao em nói là đây là những dòng loa tố chất giống nhau. Đây các bác, đây em sẽ mở chiếc GRS 5 này với cặp với chiếc loa 616 các bác. Đây các bác, với những bác có Pioneer 616 hay là những dòng Pioneer hay là dòng loa Mỹ JBL hoặc loa Boss các bác nhá, 301, nó có cái bát giấy và chung giấy chép giấy này, thì cái tần số đáp tuyến của những cái dòng loa này nó cực phù hợp với con âm ly này. Và thứ hai là chiếc âm ly này nó rất phù hợp với những dòng loa có độ nhạy cao, kể cả bass 30 các bác nghe đấy. Đây là em mở một bên 35, em quay ở bass xem. Các bác có thấy khác gì nhau không? Các bác giống hệt nhau không nhé? Bác có thể thấy không? Bây giờ em sẽ trở về giữa, trở ba lăng về giữa các bác. Thật sự với các bác là làm một cái video về một chiếc âm ly cỏ này thì em đã làm rất nhiều rồi. Nhưng chiếc âm ly này, Tết này lại về được mấy chiếc các bác ạ. Chất tiếng của nó quá tuyệt vời trong phân khúc giá 3.600.000. Tất nhiên ở đây có rất nhiều âm ly cỏ, tí nữa em sẽ báo giá hết những chiếc âm ly này. Nhưng chiếc âm ly GRS 5 này các bác lưu ý các bác nhé. Các bác cần kiếm một chiếc âm ly mà nó nghe nhạc cực hay trong phân khúc giá dưới 4 triệu đồng. Đây là con âm ly em đánh giá nó được điểm 5 sao luôn. Có 5 sao chất lượng thì nó 5 sao luôn. Nghe hay, bài đẹp, có cầu chữ U. Con này có cầu chữ U các bác nhé. Để các bác có thể sử dụng nó để phối ghép được rất nhiều với những con bầu con dề các bác. Nó có thể sử dụng là một chiếc dề độc lập. Riêng cái mạch dề, các bác đang có nhu cầu mua những cái lọc xì SEA 50 của Victor mà giá bây giờ nó khoảng độ 6.650.000 các bác. Các bác khỏi mua con đó, các bác mua luôn con âm ly này, rút cầu chữ U ra, lấy bộ mạch lọc xì của nó các bác, cực kỳ tuyệt vời. Thêm nữa các bác, bộ mạch lọc xì của này nó có thể vặn to nhỏ được. Đó, nó là một mạch dề, nó hơn cả lọc xì của các bác. Rất tuyệt vời luôn. Và chiếc âm ly này chỉ có giá 3.600.000 đồng. Còn các bác có thể đánh với những Pioneer 616 rất tuyệt vời. Kể cả HP M100 nó lên ngon luôn. Tất nhiên
nhấn mạnh các bác luôn, ở trong video clip này em có bộ cấu hình cặp loa FP150, riêng cặp loa này chất tiếng không thua kém gì cặp loa Pioneer 616 cả, hoặc là những dòng JBL 4312. Và các bác, em nhấn mạnh các bác luôn nhé, mà giá tiền rất hợp lý, 6,5 triệu một cặp loa đẹp xuất sắc này các bác. Cặp Pioneer này các bác rất hiếm gặp luôn. Nếu các bác trong tầm tiền này các bác có thể mua CS A7, F700 của Pioneer hay NS690 đây các bác. Thêm một chút tiền nữa là mua NS690. Nó khoảng 7 triệu đấy các bác. Nhưng nhấn mạnh các bác luôn ý, cái tiếng của FP150 các bác nha, đây các bác. Cái tiếng của nó rất là tròn trịa và nó là vật liệu giấy các bác ạ, vật liệu giấy nên khi mà các bác nghe nó có một cái thứ gì đó nó trung thực nhất định và nó làm cho chúng ta nghe cảm giác nó không chán. Các bác nghe tiếng rất hay rồi các bác nha. Cái chất tiếng này thật sự các bác là nó không thua kém gì những cặp loa như 616 hay những dòng nó cao cấp các bác ạ. Và Pioneer cặp loa FP Sansui FP150 đó các bác, bát 25 lỗ thông ở phía trước. Con này nó sử dụng cái cuộn cảm bằng dây nhôm các bác nhé. Và cái từ của nó các bác là từ Enicon các bác ạ, từ Enicon luôn. Nên cái cặp loa này nó rất là hiếm gặp. Và riêng cái chất tiếng của nó khẳng định các bác luôn là cao cấp các bác nhé. Và 6,5 triệu cặp loa này và chiếc âm ly này 3,6 triệu các bác cộng lại đó các bác. Nó chỉ ra vào khoảng 10 triệu các bác nhé, 10 triệu tròn cho bộ cấu hình này, 10 triệu mốt thì lấy 10 triệu tròn các bác. Ngoài ra các bác có thể lấy CS5 này ghép được rất nhiều loa khác, nói chung là đánh được rất nhiều loa. Các bác có thể đánh với loa Pioneer i7 đó các bác, cũng rất hay luôn thôi nhé. Rồi em xin kết thúc video clip tại đây, một cặp loa cực kỳ hay đó, em sẽ chuyển lại cái cầu loa đó. Chuyển lại cái cầu loa sang cái FP150 này để các bác nghe. Và em cũng xin dừng video clip ở cuối đây. Đấy, em quay về phía sau các bác xem cái cặp FP150 này nữa. Đó, đẹp vuông thành sắc cạnh. Đây là những cặp loa đấu mạng các bác, rất đẹp luôn. Cái thông số của nó là 8 ohm và 85W được các bác. Đây là những cặp loa rất chất lượng đến từ thương hiệu Sansui. Đó, Sansui thì em không thích cái loa của hãng này. Nhưng mà riêng dòng FP của Sansui có FP150 và FP140. Hai cặp loa nhỏ nghe cực kỳ hay các bác nhé. Cặp này thì nó nghe nó đỉnh hơn cặp 140 là 140 là bát 20, con này là 150 là bát là bát 25 được các bác. Và cái cặp này tiếng nó như JBL L26 The Cat các bác nhé. Các bác đây em sẽ lắp e căng lại các bác nghe. Cực kỳ đẹp luôn, cặp loa rất đẹp luôn. Em đang mở cặp 150 các bác nhé. Và em xin kết thúc video clip. Mọi nhu cầu mua sắm hay tư vấn các bác cứ nhắn tin hoặc gọi điện qua hai số 0981193686 và 0983662586. Địa chỉ nhà em là thôn Đường Hồng, xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội. Và em giao hàng toàn quốc, các bác có thể cọc trước những cặp loa này, cọc trước 1 cho đến 2 triệu và cho em địa chỉ em sẽ có thể gửi đến nhà các bác. Và bây giờ em xin kết thúc video clip, mời các bác cùng nghe đoạn âm thanh cuối video rất hay các bác nhé. Bác mềm.